方法及维修均有表示。路上或水上。Sân bay Đài Loan nè quý vị. Kỷ niệm Tết Việt Nam năm 2024. Vừa hạ cánh xuống sân bay Đài Loan luôn. Quá trời luôn, đang chuẩn bị Tết Việt Nam đây. Hình như Đài Loan cũng ăn Tết Việt Nam giống như người Việt chúng ta đó. Shiba nó ngay đây nè. Không, nó đổi rồi, thành ra bởi vì em mới bị ấy á. Right, Shiba right there. Đi xuống. Matt, come here, Matt. Matt, right here. Đó, xuống dưới đó, giống như năm rồi vậy đó. Đi xuống dưới. Chuyến bay về Việt Nam ăn Tết từ Đài Loan về Sài Gòn nữa quý vị. Hầu như là đa số là người Việt Nam không. Everybody Việt Nam. Tiếp viên hàng không cũng Việt Nam luôn nha quý vị. Cái hãng máy bay là E Bà, nhưng mà đa số là người Việt. Tại vì từ Đài Loan mà về Sài Gòn thì chỉ đa số là người Việt. Đài Loan về Sài Gòn mấy trăm người, toàn là Việt Nam không, cả luôn tiếp viên hàng không. Hôm nay là ngày 25 Tết cho nên rất là nhiều bà con từ các quốc gia khác, người ta đổ bộ về Đài Loan, rồi từ Đài Loan người ta đổ bộ về Sài Gòn, Việt Nam. Thank you.
còn tiếng mấy nữa tới Đài Loan. Từ thành phố Houston bay qua Đài Loan 16 tiếng đồng hồ. Đây. Và đây là cái cử ăn sáng chuẩn bị hạ cánh xuống Đài Loan. Thì trên máy bay mình không có cái gì xúc miệng thôi, sáng sớm mình xúc miệng bằng Heineken luôn. Lỡ rồi. Ở Mỹ 365 ngày chưa uống miếng Heineken nữa, lên máy bay uống thử miếng coi nó làm sao. Đừng cười Tony Lê nha, xúc miệng bằng Heineken nha quý vị sáng sớm. Yeah. Everybody. Everybody đang ăn. Làng buông nhìn dòng sông đâu rồi bao kỷ niệm. Cử ăn sáng nhẹ nhàng trên máy bay nè quý vị. Sắp tới rồi. Còn tiếng mấy nữa tới Đài Loan. Đây là cử ăn sáng nhẹ nhàng. Nhưng mà trên máy bay thì mình không có cái gì để xúc miệng, thành ra mình xúc miệng bằng Heineken nha quý vị. Trên máy bay không có gì xúc miệng thôi, mình ăn sáng mình xúc miệng bằng Heineken. Nhẹ nhàng như cung đàn.